Này xá lợi tử, vì địa giới rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. Vì thủy hỏa phong không thức giới rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. Này xá lợi tử, vì vô minh rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. Vì hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện. Hết quyển thứ 285.